Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, vũ trụ là một không gian vô cùng rộng lớn, khiến chúng ta khó có thể tưởng tượng ra nó. Đã có rất nhiều những lý thuyết đưa ra nhằm lý giải sự hình thành, phát triển và sự rộng lớn của vũ trụ. Tất nhiên, lý thuyết có thể đúng hoặc sai tùy vào từng giai đoạn và thời điểm mà các nhà khoa học tìm ra những bằng chứng cụ thể về nó. Mới đây, một bước tiến mới của nhân loại trong việc khám phá vũ trụ đã được thực hiện. Các nhà khoa học Đức đã hoàn thành việc quét toàn bộ bầu trời tìm kiếm nguồn tia bức xạ X và họ đã hoàn thành việc xây dựng một bản đồ vũ trụ mới bằng các nguồn phát xạ cực lớn này. Vậy bản đồ đó trông như thế nào? Nó giúp các nhà khoa học có những cái nhìn mới mẻ về vũ trụ ra sao? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Khám phá vũ trụ là một công việc đòi hỏi các tổ chức, các cường quốc đầu tư rất nhiều tài chính mới có thể thực hiện được những tham vọng của mình. Trong giai đoạn từ năm 1957 đến năm 1975, nhân loại đã được chứng kiến cuộc chạy đua chinh phục không gian khốc liệt đến từ hai cường quốc, đó là Mỹ và Liên Xô. Cả hai cường quốc đều thay phiên nhau trình diễn những công nghệ tối tân nhất trong việc chinh phục vũ trụ của mình. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, những khó khăn về kinh tế thời hậu Liên Xô khiến Nga gần như bị tụt lại trong cuộc đua chinh phục không gian. Kể từ đó cho đến nay, NASA được coi như một lá cờ đầu trong công cuộc khám phá và chinh phục vũ trụ. Trong những năm gần đây, cuộc đua chinh phục không gian lại nóng lên. Các cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay Ấn Độ, họ đều có những kế hoạch táo bạo cho riêng mình. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, liên minh giữa Đức và Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ SRG lên quỹ đạo. Nó mang theo hai thiết bị chính, bao gồm một thiết bị quan sát tia X do Viện Vật lý Ngoài Trái đất của Đức sản xuất mang tên Erosita. Ngoài ra còn có một kính viễn vọng ART-XC do Nga phụ trách. Trong đó, đáng chú ý là thiết bị quan sát tia X Erosita của Đức. Nó sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cấu trúc và sự hình thành phát triển của vũ trụ. Ngoài ra, các nhà khoa học hy vọng rằng nó có thể tìm kiếm và khám phá bí ẩn nguồn năng lượng tối trong vũ trụ. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, những hình ảnh đầu tiên của kính viễn vọng tia X Erosita đã được gửi về trái đất. Nó cho các nhà khoa học nhìn thấy những bức tranh vũ trụ tuyệt đẹp dưới góc nhìn tia X. Sau 6 tháng hoạt động, Erosita đã hoàn thành nhiệm vụ quét toàn bộ bầu trời tìm kiếm các nguồn tia X. Và các nhà khoa học đã sử dụng những dữ liệu khổng lồ này kết hợp lại với nhau để tạo ra một bản đồ vũ trụ mới dưới góc nhìn tia X. Và đây là kết quả bản đồ vũ trụ dưới góc nhìn tia X của các nhà khoa học Đức đưa ra. Chúng ta có thể nhìn thấy, dưới góc nhìn tia X, vũ trụ quả thực là rất đẹp. Để đưa ra được bản đồ này, Erosita đã phải quét toàn bộ bầu trời. Nó đã phát hiện ra hơn 1 triệu nguồn tia X phát ra từ khắp nơi trong vũ trụ. Với hầu hết các nguồn tia X là nhân thiên hà hoạt động hoặc vùng sáng nhỏ gọn từ tâm các thiên hà. Số lượng nguồn tia X được Erosita phát hiện gấp đôi số lượng nguồn tia X trong lịch sử 60 năm quan sát vũ trụ của nhân loại. Các nhà khoa học Đức cho rằng, bằng cách nghiên cứu các cụm thiên hà với bản đồ chi tiết này sẽ giúp các nhà nghiên cứu theo dõi cách thức các cấu trúc này phát triển. Ngay sau khi bản đồ vũ trụ mới được công bố, các nhà khoa học đã rất thích thú với nó bởi vì nó thay đổi hoàn toàn cách chúng ta đang nhìn vào vũ trụ. Qua bản đồ này, chúng ta có thể thấy vũ trụ là một không gian tràn đầy năng lượng. Khi đem so sánh bản đồ mới được tạo ra bởi Erosita và bản đồ vũ trụ của các nhà khoa học đã tạo ra trước đó, chúng ta thấy rằng nó khá tương đồng về kích thước cũng như cấu tạo. Chúng chỉ khác nhau về màu sắc bởi vì cách chúng nhìn vào vũ trụ là khác nhau. Điều này chứng tỏ vũ trụ khả kiến mà các nhà khoa học quan sát thấy hoàn toàn đúng dưới các góc nhìn khác nhau. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát có đường kính vào khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Đây là một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Theo ước tính của các nhà khoa học thì trong khoảng không gian này nó có thể chứa khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Một con số có thể làm các bạn phải giật mình đúng không? Nhưng đó là sự thật. Đây là sự rộng lớn của vũ trụ mà con người có thể quan sát. Vậy câu hỏi thường đặt ra là, ngoài khoảng không gian vũ trụ khả kiến, nó là cái gì? Câu hỏi này ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa thể trả lời được bởi vì đến bản thân các nhà khoa học còn không biết ngoài không gian đó là thứ gì.
Cho đến nay, thành tựu lớn nhất mà ngành vũ trụ học đạt được đó là việc xây dựng thành công thuyết vụ nổ lớn Big Bang. Và nó vẫn đang là thuyết duy nhất mô tả khá chính xác vũ trụ trong quá khứ với những tính chất mà ngày nay chúng ta quan sát được. Ngày càng nhiều những bằng chứng quan sát ủng hộ cho những tiên đoán mà lý thuyết này đưa ra, một niềm tin mạnh mẽ khiến người ta gọi nó bằng cái tên mô hình chuẩn. Mô hình như vậy sẽ cho phép chúng ta hiểu về những giai đoạn rất sớm của vũ trụ một cách sâu sắc hơn. Tuy nhiên, điều muốn nói ở đây không phải là sự thừa nhận thuyết vụ nổ lớn là duy nhất. Thực tế, trong lịch sử cũng có vài thuyết về sự ra đời của vũ trụ, chẳng hạn như thuyết trạng thái dừng. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng thuyết vụ nổ lớn vẫn là thuyết đúng đắn nhất về vũ trụ, ít nhất cũng là những gì chúng ta quan sát được tính đến thời điểm hiện tại. Theo thuyết vụ nổ lớn, vũ trụ cách đây khoảng 13,8 tỷ năm từ một điểm vật chất vô cùng đặc và nóng, có lẽ đó là một thứ siêu vật chất có thể rất khác với vật chất ngày nay. Điểm vật chất đặc không thể tưởng tượng ấy có nhiệt độ cao hơn mọi thứ mà chúng ta biết, và vì một lý do nào đó, cho đến nay chúng ta vẫn chưa rõ nó đã bị nổ tung. Sau đó mở rộng ra, đó là vụ nổ xảy ra ở tất cả mọi điểm trong không gian và là nơi bắt đầu của thời gian. Và tất nhiên, nó hoàn toàn không hề tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Sau khoảng thời gian cực ngắn sau vụ nổ, toàn bộ không gian bành trướng với tốc độ kinh khủng. Mọi thành phần của vũ trụ lúc này đều rời xa số còn lại. Nếu không có khoảnh khắc ngắn ngủi này, thì kích thước của vũ trụ hiện nay chỉ nhỉnh hơn một hạt bụi mà thôi. Sau đó, vũ trụ tiếp tục giãn nở và nhiệt độ giảm dần. Chính những nguyên tố nhẹ mà chúng ta quan sát được hiện nay, nó được sản xuất trong những giai đoạn đầu hết sức ngắn ngủi đó. Có rất nhiều bạn đã từng thắc mắc rằng tại sao theo thuyết vụ nổ lớn, vũ trụ chỉ mới 13,8 tỷ năm tuổi nhưng lại tồn tại các thiên hà cách chúng ta hàng chục tỷ năm ánh sáng. Đây dường như là một nghịch lý không thể xảy ra, bởi vì theo thuyết tương đối hẹp, không có một vật chất nào có thể được gia tốc để chuyển động với vận tốc nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Chính vì vậy, nếu mọi thứ bắt đầu từ một điểm, không có lý do gì một thiên hà có tuổi đời hơn 13 tỷ năm mà nó lại di chuyển được khoảng cách mấy chục tỷ năm ánh sáng được. Nghịch lý này đã được các nhà khoa học giải thích theo lý thuyết tương đối rộng của Einstein. Theo đó, lý thuyết cho rằng không gian có thể giãn nở mà không gặp phải giới hạn nội tại nào về vận tốc. Điều này có nghĩa hai thiên hà có thể rời xa nhau nhanh hơn vận tốc ánh sáng khi không gian giữa chúng bị giãn ra. Chính bởi vậy, hai thiên hà gần nhau trong quá khứ hơn 13 tỷ năm, nhưng hiện tại chúng có thể cách xa hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Còn về nguyên nhân thúc đẩy sự giãn nở của vũ trụ, có lẽ nó đến từ một thế lực bí ẩn nào đó mà nhân loại chưa biết đến. Thế lực này được các nhà khoa học gọi là năng lượng tối, một nguồn năng lượng bí ẩn chiếm gần 3/4 trong vũ trụ. Các quan sát gần đây đã chỉ ra rằng năng lượng tối đã hoạt động liên tục kể từ khi vũ trụ được hình thành. Lý thuyết hàng đầu coi năng lượng tối là một tính chất của không gian. Albert Einstein là người đầu tiên hiểu rằng không gian không đơn giản là trống rỗng. Trong lý thuyết tương đối tổng quát của mình, Einstein đã bao gồm một hằng số vũ trụ để giải thích cho các nhà khoa học vũ trụ đứng yên tồn tại. Nhưng sau khi Hubble tuyên bố vũ trụ đang mở rộng, Einstein gọi hằng số của mình là sai lầm lớn nhất. Nhưng sai lầm của Einstein có thể phù hợp với năng lượng tối. Dự đoán rằng không gian trống có thể có năng lượng riêng, hằng số chỉ ra rằng khi càng nhiều không gian xuất hiện, càng nhiều năng lượng sẽ được thêm vào vũ trụ làm tăng sự giãn nở của nó. Nhưng có một điều thú vị là hằng số vũ trụ mà Einstein đưa ra rất phù hợp với các quan sát của các nhà khoa học, và họ vẫn chưa thể lý giải được lý do vì sao hằng số này lại phù hợp như vậy. Và cho đến nay, năng lượng tối vẫn là nguồn năng lượng bí ẩn của vũ trụ mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã. Các nhà khoa học Đức hy vọng rằng việc vận hành kính viễn vọng Erosita sẽ giúp họ có cái nhìn chính xác hơn về nguồn năng lượng tối bí ẩn này. Erosita sẽ kiểm tra các cụm thiên hà với hy vọng hiểu rõ hơn về bản chất của năng lượng tối. Do các cụm thiên hà rất nóng, các tia X mà chúng phát ra có thể cho phép Erosita theo dõi cách chúng di chuyển và tính toán được tốc độ di chuyển của chúng. Kính viễn vọng Erosita cũng sẽ kiểm tra các hiện tượng nóng khác như các vụ nổ siêu tân tinh, sao neutron và hạt nhân thiên hà hoạt động. Công cụ này sẽ xoay quanh bầu trời 6 tháng một lần trong 4 năm để lập bản đồ phát xạ tia X trong toàn vũ trụ. Chúng ta hãy cùng chờ khoảng 4 năm nữa để xem những thành tựu của Erosita mang lại là như thế nào. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá bí ẩn bản đồ mới được lập của vũ trụ dưới góc nhìn của Erosita. Chúc các bạn xem video vui vẻ!
Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!